Kênh Tin Nóng Đất Việt xin kính chào quý vị khán giả và xin chúc cho quý vị một ngày làm việc hiệu quả và tràn đầy năng lượng. Thưa quý vị, ngay sau đây sẽ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi. Khi tướng đeo còng ra tòa. Thưa quý vị, những ngày qua, hình ảnh những tướng tá oai hùng ngày nào giờ lầm lũi trước bục khai báo khiến chúng ta hoang mang và căm phẫn. Có lẽ chưa có thời nào mà tướng tá của chúng ta phải đứng trước bục khai báo với còng trên tay nhiều thế. Trong đại án buôn lậu xăng dầu do Phan Thanh Hữu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Phan Lê Hoàng Anh cùng đồng phạm buôn lậu gần 200 triệu lít xăng, trị giá khoảng 2.900 tỷ đồng, để thực hiện việc buôn lậu xăng với số lượng lớn, trong thời gian dài mà không bị kiểm tra bắt giữ, Hữu và đồng bọn thống nhất chi hối lộ cho nhiều cá nhân thuộc lực lượng cảnh sát biển, bộ đội biên phòng. Trong số này có ông Nguyễn Thế Anh, cựu chỉ huy trưởng biên phòng tỉnh Kiên Giang và ông Nguyễn Văn An, em họ ông Thế Anh. Đáng chú ý tại tòa, bị cáo Nguyễn Văn An thừa nhận có nhận tiền từ Phan Thanh Hữu, bao nhiêu lần thì không nhớ chính xác, nhưng tổng số khoảng 900 triệu đồng. Nhưng An khai số tiền này được Hữu nói là tiền cà phê với mục đích thông qua An để tiếp cận Nguyễn Thế Anh, chứ không thừa nhận là nhận tiền hối lộ giúp cho Nguyễn Thế Anh. Trời ạ, tiền cà phê mà gần tỷ bạc thì nền cà phê của đất nước ta đã phát đạt từ hồi nào? Lâu nay, thi thoảng cho nhau các khoản tiền lặt vặt người ta hay gọi là tiền cà phê, như lỡ phạm luật giao thông, cưa đôi, đưa mấy chục gọi là tiền cà phê. Chứ gần tỷ bạc mà gọi tiền cà phê thì đúng là phê. Nhưng mà rồi đọc kỹ tin các tướng tá cảnh sát biển và biên phòng ra tòa thì xót xa quá. Ông cựu đại tá nọ bán cả nhà để góp vốn kinh doanh xăng dầu. Với 5 tỷ góp vốn, ông được chia lợi nhuận 16 lần trong 16 tháng, lần ít nhất 250 triệu đồng, nhiều là 3,4 tỷ đồng. Tổng cộng, ông được chia 18,3 tỷ đồng lãi khủng, một vốn bốn lời theo đúng nghĩa đen. Ngoài ra, tháng 2 năm 2020, do vị đại tá yêu cầu nên nhóm buôn lậu còn chuyển cho ông ta 4 tỷ đồng để thanh toán tiền mua ô tô Volvo XC90. Một cựu tư lệnh vùng cảnh sát biển 4 thì trong quá trình điều tra, thừa nhận đã nhắn tin cho trùm buôn lậu xăng, cung cấp các tọa độ cho tàu di chuyển mà không bị kiểm tra. Tiền hối lộ tổng cộng tới 6,7 tỷ, được trùm buôn lậu chuyển cho vợ con của vị cựu tư lệnh. Một cựu tư lệnh khác, nguyên thiếu tướng cũng bị cáo buộc nhận hối lộ và giúp các tàu buôn lậu xăng không bị kiểm tra bắt giữ. Đấy là những người bảo vệ biên giới biển đảo của Tổ quốc, giữ bình yên cho Tổ quốc của nhân dân hiện tại, Tổ quốc của truyền thống mấy ngàn năm. Tổ quốc của những lớp lớp người lần lượt sinh ra, mất đi trên mảnh đất thân yêu của chúng ta. Và họ đã phản bội Tổ quốc, phản bội niềm tin của nhân dân, phản bội chính những đồng đội chân chính của mình. Tất cả những người đã tin tưởng họ, an tâm về họ, tự hào về họ. Giờ họ ra tòa với còng trên tay. Dẫu vẫn còn luận tội, vẫn còn tranh tụng, nhận và không nhận, ít hoặc nhiều, tiền cà phê hay tiền gửi ngân hàng, nhưng hình ảnh những tướng tá oai hùng ngày nào giờ lầm lũi trước bục khai báo khiến chúng ta hoang mang và căm phẫn. Có lẽ chưa có thời nào mà tướng tá của chúng ta phải đứng trước bục khai báo với còng trên tay nhiều thế. Đó chứng tỏ công cuộc chống tham nhũng tiêu cực của chúng ta, mà dân hay gọi là lò cụ tổng, không có vùng cấm, triệt để và quyết liệt. Nhưng nó cũng chứng tỏ rõ ràng đã có sự lỏng lẻo trong công tác cán bộ. Cũng chứng tỏ nữa, cái sự tự đấu tranh để chiến thắng mình, thời này nó khó khăn biết bao. Trước, kẻ thù trước mặt, nhận diện kẻ thù khá dễ. Giờ, kẻ thù như vô hình, có khi nó là số điện thoại, là tài khoản ATM. Có khi nó đến từ những người thân nhất trong nhà. Thì chính hai bà vợ của hai vị tướng đang trước tòa quân sự hôm nay là những người giúp hai ông này sa ngã rất nhanh bằng cách thay mặt các ông ấy nhận tiền đấy thôi. Nói gì thì nói, đã lên được tới cấp tướng thì phải là những người đã được tôi luyện, thử thách, có đầy đủ trình độ nhận thức và bản lĩnh trước đời sống, trước công việc được giao, đủ khả năng phân biệt đúng sai, tốt xấu. Sự hiểu biết và bản lĩnh của họ phải hơn rất nhiều người bình thường khác. Vì thế trách nhiệm của họ trước những gì mình gây ra phải được tính cộng thêm chứ không thể giảm bớt vì thành khẩn hay có thành tích, công lao trong quá khứ. Chúng ta không mong có nhiều vị tướng ra tòa như đã và đang xảy ra, nhưng chúng ta cũng rất mong khi những vị có trách nhiệm nhúng chàm thì sẽ được xử công khai, minh bạch như vụ hai vị tướng và mấy vị tá này. Nhớ khi dâm gian tin đồn vị đại tá cựu chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang bị bắt, khá nhiều người hoang mang và nhiều tin đồn nửa hư nửa thực. Cuối cùng, một cách đau lòng, tin đồn sau đấy lại đúng. Vụ việc được đưa ra xét xử vào tháng 7, tháng tri ân những người đã đổ xương máu vì Tổ quốc. Giờ đây, những người kế tiếp sự nghiệp bảo vệ biển đảo, bờ cõi lại đứng trước vành móng ngựa. Họ có xấu hổ với tiền nhân, có ân hận với chính những người lính của mình. Có phụ công nhân dân vẫn ngày ngày bám biển, bám trụ nơi biên giới. Sách giáo khoa, không thể đau chân lại mổ dạ dày. Thưa quý vị, sách giáo khoa là sản phẩm hàng hóa không thể thiếu.
đầu tư cho tương lai không gia đình nào muốn con em mình phải học chay. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đề xuất sử dụng ngân sách nhà nước mua sách giáo khoa đưa vào thư viện trường cho học sinh mượn. Nhiều người băn khoăn liệu cách làm này có giải quyết được triệt để tình trạng con nhà nghèo không có sách do giá tăng đột biến. Trong lúc phải chắt chiu cho chống dịch và phục hồi kinh tế, nhiều tỷ đồng ngân sách được chi như vậy liệu có phát huy hiệu quả? Sách giáo khoa là sản phẩm hàng hóa không thể thiếu. Đầu tư cho tương lai không gia đình nào muốn con em mình phải học chay. Các thầy cô càng không muốn học sinh không có sách, nhất là khi tiếp cận chương trình, sách giáo khoa mới. Nhiều gia đình đã mua đầy đủ sách giáo khoa, sách tham khảo cho con từ sớm. Nhu cầu mượn sách của học sinh đến lúc này cụ thể ra sao, ai đã thống kê? Với nhiều nhà xuất bản biên soạn, xuất bản sách, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đấu thầu như thế nào để chọn sách đưa vào thư viện các trường? Theo quy trình thủ tục hiện nay, nếu được cấp ngân sách đầy đủ đi chăng nữa thì liệu đến giữa năm học, học sinh có kịp được mượn sách giáo khoa như chủ trương của Bộ? Như vậy, chi nhiều tỷ đồng ra mua sách đưa vào thư viện trong khi học sinh cơ bản đã tự mua, ngành giáo dục có vung tay quá chán. Số tiền lớn chi ra phải chăng chỉ còn ý nghĩa chữa cháy cho một chủ trương chưa thật sát sao về quản lý giá sách giáo khoa? Khi xây dựng chính sách, việc xác định rõ đối tượng thụ hưởng luôn phải được nghiên cứu kỹ lưỡng. Với sách giáo khoa, các học sinh thật sự nghèo cần được hỗ trợ trực tiếp bằng cách giảm giá, thậm chí tặng không. Nhưng cũng có rất nhiều gia đình đủ điều kiện và mong muốn mua trọn bộ sách cho con mà không cần ai hỗ trợ. Cho nên đồng tiền ngân sách phải rót đúng chỗ. Nhìn lại câu chuyện sách giáo khoa, bức xúc của dư luận đặt ra nhiều ở tình trạng nhập nhèm giữa sách giáo khoa với sách tham khảo. Khoản lợi nhuận lớn khiến các nhà xuất bản phải tìm mọi cách tiếp thị tới các địa phương để đưa sách giáo khoa của mình vào diện được lựa chọn. Với sách tham khảo, tầm tiếp cận phải rộng hơn, sát hơn, xuống tận trường, thậm chí tận từng lớp, từng học sinh với tỷ lệ hoa hồng phát hành cao như hiện nay. Sức hấp dẫn để các trường tham gia chuỗi phát hành rất lớn. Tâm lý lứa tuổi học trò dễ tủi thân khi thua bạn kém bè. Thầy cô giáo và nhà trường lại có đủ các giải pháp kỹ thuật nếu muốn tăng doanh thu bán sách tham khảo. Với một guồng quay mạnh mẽ và đồng bộ như thế, việc đủ can đảm từ chối mua sách tham khảo gần như là việc bất khả thi với các bậc phụ huynh. Không thể đau chân lại mổ dạ dày. Phụ huynh bức xúc vì sách tham khảo thì ngành giáo dục phải chặn biến tướng của sách tham khảo làm khổ các gia đình, nhất là gia đình nghèo đã kiệt quệ sau đại dịch. Phụ huynh lo sách giáo khoa tăng giá thì phải làm sao tiết chế chi phí để giá sách đỡ tăng. Trong đó cân nhắc giải pháp giao nhà xuất bản giáo dục là một bộ sách tiết giảm nhất vừa túi tiền đa số học sinh. Còn nếu muốn đưa sách vào thư viện thì có thể từ sang năm. Sau lứa học sinh đầu sử dụng, các trường có thể huy động học sinh tặng lại sách cho nhà trường, vừa hiệu quả vừa hợp lý. Nhà nước không mất tiền để chạy theo lãng phí. Chính sách luôn có độ trễ, thời gian vào năm học mới không còn nhiều. Cần tránh đột phá kiểu chữa cháy, nhất là khi bài học về đấu thầu, sử dụng ngân sách trong mua vật tư chống dịch, có cải cắm lợi ích nhóm, tham nhũng, trục lợi, khiến vừa mất tiền vừa mất cán bộ trong ngành y tế còn đang nóng hổi. Grab hy sinh khách hàng. Thưa quý vị, các hãng gọi xe đang ở vào thế chân tường và có vẻ như đã đến lúc phải bịa ra nhiều loại phụ phí tận thu khách hàng, hòng mong tồn tại. Grab vừa thông báo sẽ phụ thu thêm phí nắng gay gắt cho những chuyến gọi xe, giao hàng hoặc giao đồ ăn trong những ngày nắng gắt. Nắng gay gắt. Cụ thể tại hai thành phố lớn, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, Grab sẽ thu thêm 3.000 đồng đối với GrabBike, GrabFood và GrabMart. Còn đối với các tỉnh khác, phụ phí là 5.000 đồng cho GrabBike và GrabFood. Grab cho biết mức phí này sẽ được áp dụng cho những ngày thời tiết nóng gay gắt. Tuy nhiên, hãng chưa định nghĩa như thế nào là nắng gay gắt để bị tính phụ thu. Grab cũng thừa hiểu khi giao một cái phí nghe rất trên trời như thế này sẽ khiến nhiều khách hàng khó chịu. Thế nhưng có vẻ Grab nói riêng và các hãng gọi xe nói chung, cả ở Việt Nam lẫn thế giới, đã đi tới chân tường, buộc phải ra tay tận thu khách hàng nếu như muốn tồn tại. Tắt ứng dụng. Từ vài tháng trở lại đây, hầu hết các hãng gọi xe thừa nhận phải đối mặt với tình trạng thiếu tài xế. Không chỉ Việt Nam mà trên thế giới những hãng gọi xe kỳ cựu như Uber, Lyft cũng đang thiếu tài xế trầm trọng. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc này, nhưng nổi bật nhất là do giá xăng tăng cao, mức chiết khấu của hãng không thay đổi, khiến mặc dù chạy cùng một quãng đường so với trước đây, nhưng thu nhập của tài xế lại bị sụt giảm mạnh. Nhiều tài xế phản ánh gần đây họ chạy không có lãi, thành thử xuất hiện tình trạng tài xế thi nhau tắt ứng dụng, nghỉ chạy. Khi có ít tài xế, việc gọi xe sẽ khó khăn hơn. Một số khách hàng than phiền rằng, dạo gần đây đặt xe rất khó và chờ rất lâu so với trước. Nếu lúc trước chỉ cần đặt và chờ xác nhận 1-2 phút là có xe đến đón, thì hiện nay mỗi cuốc xe phải chờ từ 15 đến 30 phút. Đó là còn chưa kể giờ cao điểm buổi sáng hoặc chiều tối, giá cước cao gấp đôi, gấp ba và đặt vẫn khó. Đặt xe đã khó, giá lại cao, khách hàng sẽ chuyển sang sử dụng dịch vụ khác.
ít khách thì ít số cuốc xe thì tài xế ít việc, thu nhập giảm, tiếp tục thêm nhiều người tắt ứng dụng, thành ra lại càng thiếu tài xế. Đó là một vòng xoáy rất nguy hiểm, ảnh hưởng tới cả sự tồn vong của các hãng gọi xe. Tận thu. Như vậy, bài toán sống còn đối với các hãng gọi xe là phải giữ chân được tài xế. Thời gian vừa qua, các hãng cũng tung ra nhiều gói hỗ trợ để giữ chân tài xế. Đại diện một số hãng xe công nghệ thừa nhận họ đang phải gồng hai đầu giá, tức là vừa phải tung chương trình thưởng hoặc tăng phần doanh thu, giảm chiết khấu về hãng cho tài xế, vừa phải tung khuyến mãi kích cầu khách hàng. Nhưng gồng gánh cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Các hãng gọi xe vốn đã chưa bao giờ có lãi, lại vừa trải qua thời gian dài khủng hoảng kinh tế, nguồn vốn đầu tư vào công nghệ sụt giảm trên toàn thế giới, nay khó có thể đủ tiềm lực tài chính để gồng mãi. Thành thử, hãng đành phải hy sinh một bên. Bằng những loại phí tung ra liên tục gần đây, Grab cho thấy họ chọn tận thu khách hàng, tăng doanh thu để tài xế chạy có lãi. Thế là một loạt các lý do để tận thu ra đời. Tháng 3 là phụ phí xăng dầu, phí chờ đợi, bây giờ là phí nắng nóng và có thể sẽ tiếp tục không dừng lại.